Hello các bạn, chỉ một chút xíu nữa thôi, mình sẽ đưa cả nhà đi xem một mẫu nhà vườn mini mà được chính chủ kêu bán toàn bộ cả nhà và đất luôn đó nha, là 299 triệu, không phát sinh, giấy tờ đầy đủ hợp lệ, gọi là mini thôi chứ tổng diện tích của nó là tới hơn 260 mét vuông lận, đó là ngang được 5 mét, dài là 58 mét, nằm hướng chính tây đó. Trên đất đó là còn có một cái căn nhà được xây mới ken luôn, đầy đủ công năng, điện nước đầy đủ, và nó nằm ở cách cái chợ Tân Phong này các bạn là khoảng chừng 5 cây số. Vị trí đất đó là thuộc là ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đó. Đây là quốc lộ 22B nữa các bạn, đây hướng bên này mình đi về Vincom Tây Ninh, về thành phố Tây Ninh nha các bạn. Chỗ này thì cách Vincom là khoảng chừng 20 cây, cách Tòa Thánh Tây Ninh là khoảng chừng chắc khoảng 25 cây các bạn, cách Sài Gòn An Sương thì chắc khoảng chừng 100 cây. Quá đây ngôi chợ Tân Phong rất là lớn nè, hướng trên này đó mình đi về thị trấn Tân Biên khoảng chừng 6-7 cây nữa các bạn. Ngoài đó là có chợ thị trấn rất là lớn, rồi siêu thị Cốp Mát đồ ha. Ở đây thì quốc lộ 22B lộ giới nó là 45 mét, đó đầy đủ tiện ích cho mình luôn, các cơ sở kinh doanh buôn bán, rồi mấy cái tiệm vàng ở đây cũng khá là nhiều, rồi quầy thuốc tây cũng nhiều nữa các bạn. Đây để mà đi được tới cái căn nhà này ha, là mình đi tới xích bên hông chợ nữa các bạn, đó có một cái con đường nhựa đi thẳng vô đường đó khoảng 3 cây số là mình sẽ gặp cái trường học, thì đất là nằm cách cái trường học đó là chừng khoảng 2 cây nữa nha. Mời bà con mình là chuẩn bị theo dõi cung đường đi từ ngoài hướng chợ Tân Phong vô tới bất động sản ha. 299 triệu, không phát sinh nha các bạn. Vô đây nha, đây nè, ở ngoài đầu đường là có một cái quầy thuốc tây tên là Minh Trí nè các bạn. Rồi chúng ta chạy vào con đường này đó, 3 cây số bạn nha, đường nhựa. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Công ty cổ phần kiến trúc Tân Thời Đại xây nhà tận tâm, thi công trọn gói, miễn phí thiết kế và xin phép xây dựng, cam kết không phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, bảo hành dài hạn, thi công toàn quốc. Chúng tôi sẽ làm nhà của bạn trở nên hoàn hảo. Tới đây thế nào cũng có ông nói, làm gì đi xa dữ vậy. Trời ơi, 299 triệu, tôi còn muốn coi nữa đó. Nhà, đất, giấy tờ đầy đủ, mới xây luôn, đường ô tô nữa. Vừa mới coi lại sổ thì thấy là diện tích tới 290,3 m² nha, phía sau nữa hậu nữa. Đây, từ ngoài chợ mình chạy vô 3 cây số là mình tới con đường liên xã này nè. Đó, hướng bên đó mình chạy lên chừng 300 m là có cái chợ nữa nha. Ở đây là thuộc ấp Gò Cát, chợ đó là chợ Gò Cát ha. Còn bây giờ mình sẽ quẹo trái nè. Thì vừa quẹo trái qua mình đi chừng 150 m, bên trái là có cái trường học luôn, trường tiểu học Gò Cát. Con đường liên xã này nếu mình chạy thẳng 5 cây số là mình đụng tới đường tỉnh lộ 795 hướng về thị trấn Tân Biên nha các bạn. Đó, ngôi trường rất là khang trang. Ở đây thì người ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nè, gần trường là bán tạp hóa rồi quán nước. Mấy cái đường ở đây là cũng được nâng cấp bê tông rồi lên nhựa khá là nhiều. Thì từ vị trí trường học mình chạy thẳng lên hướng này là 500 m, giờ mình quẹo phải vô con đường đất khoảng 1,5 cây nữa là tới nhà luôn ha. Con đường này lộ giới 30 m, rộng rãi, không có ổ gà, đi rất là thoải mái dễ dàng. Đây tới con đường đất mình quẹo phải vô nha các bạn. Đó, đầu đường mình thấy có nhà cửa nè. Thì con đường đất này á, là có biển báo giao thông nè, rồi đường điện đó, hạ tầng là mình thấy dấu hiệu để cho thấy là tiềm năng ở khu vực này là đường sẽ được nâng cấp lên nhựa nữa các bạn. Trong này nhà cửa bà con về cũng lác đác rồi. Vị trí cái nhà vườn này á, là nằm ở trên một cái khu đất là quy hoạch là đất ở. Bà con mình nếu mà về khu vực này định cư á, thì mình có thể làm việc ở ngoài khu vực trục đường quốc lộ 22B, cũng nhiều công ty nhà xưởng, hoặc là khu vực thị trấn. Còn nếu đi làm ở những cái khu công nghiệp Tây Ninh á, là
có xe đưa rước ở trên trục đường quốc lộ 22B nha. Và tin vui cho bà con mình là không chỉ là một căn nhà mà em Hưng là xây cất một lần là tới 4 căn nhà đó, liền với nhau luôn, kiểu như là chung một cái thửa đất lớn cắt ra làm 4 phần, giấy tờ là sổ sách là riêng biệt hết nha. Đây tới ngay chỗ ngã tư đường kênh nữa các bạn, ngay chỗ mấy cái nhà hai mái kiểu nóc thái nè, mình quẹo vô chừng 30m, nhà nằm phía bên tay trái, 4 căn đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây chúng ta xem sơ đồ của một thửa nè ha. Có con đường bờ này là mình thấy là cũng tầm khoảng chừng 8m rồi, còn thêm phạm vi phụ cận 3m nữa. Tức là con đường này nếu mà mai mốt người ta làm xong hoàn chỉnh á, là nó cũng ra được khoảng 10m hơn các bạn. Mặt tiền là được 5m nè. Đây, phía sau là 5,02 đó, phong thủy nở hậu nha. Còn cạnh dài nhất là 58, đất rất là đẹp, hướng chính tây luôn đó, và hướng thủy nữa cũng là một phong thủy tốt. Tổng diện tích là 290,3m2. Mà ở đây mình thấy là đất trong KDC là khu dân cư nữa các bạn. Địa chỉ ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mình sẽ có 4 sổ giống như vậy. Hiện tại đang là đất trồng cây hàng năm khác, nhưng mà nằm trong khu dân cư rồi, yên tâm lên thổ cư ngon lành. 4 thửa là được tách ra từ một cái lô đất lớn này nè các bạn. Vị trí bất động sản là chấm màu xanh trên màn hình nè. Bản đồ quy hoạch cũng thể hiện khu vực này ngay vị trí đất là được phủ hồng, mình lên thổ cư được các bạn. Khu vực này cũng có những cái tiềm năng. Nếu mà mình hướng bên tay phải đó là hướng về tỉnh lộ 793, khoảng chừng 5 cây số nha. Còn mình đi thẳng lên luôn đó, mai mốt là nó sẽ mở ra một con đường là 795C nữa các bạn đó. Hoặc là đi thẳng luôn thì ra ngay chỗ xã Thạnh Bình ha, đường tỉnh lộ 795, khoảng 5 cây số nha đó. Còn hướng bên trái này ra ngoài chợ Tân Phong nè. Cũng khoảng 5 cây các bạn. Còn hướng lên trên là về trung tâm của thị trấn đó. Ngoài đây thì có siêu thị, rồi chợ. Chợ thị trấn rất là lớn nha, siêu thị Cupmart ngoài đây thì cách trung tâm thị trấn là khoảng 10 cây. Và đây hình ảnh thực tế tại vị trí bất động sản nè các bạn đó, ngay khu vực ngã tư đầu đường. Thì hướng bên này đó là hướng mà nãy anh em mình chạy vô ha, ngoài quốc lộ 22B. Cách chợ Tân Phong là 5 cây số. Còn mình ra khu vực đường liên ấp là ngay chỗ trường học, ngay chỗ đường nhựa. Quạt ra đường nhựa thì tầm cây rưỡi à, chúng ta đi vô là khoảng 35-40m nha. Bên phải là kênh nữa quạt. Còn bên trái là có mấy nhà dân hàng xóm xây theo kiểu hai mái nóc thái ha. Nhà đất là hướng chính tây đó. Cái chỗ này thì mình làm kiểu như là nhà vườn mini. Hiện tại thì anh Hưng là xây là có 4 căn liền kể đây luôn nha. Thì 4 căn này là Hưng ảnh chia sẻ là chưa có hoàn thiện, chưa hoàn thiện xong bạn đó, còn làm cái mái ở phía ngoài cho mình, mái che poly đàng hoàng, và làm cái sân nữa các bạn. Còn công năng bên trong cũng là đầy đủ rồi, có làm mái bơm, phòng ốc, nói chung là xây mới hết toàn bộ. Đây chúng ta quan sát tí xíu ha. Đó, mặt tiền ở trước là được 5m nha. Đó, nhà thì xây khoảng 4m 4m2, chừa một cái đường bên hông nữa các bạn. Thiết kế nhà cũng rất là dễ thương nha, cao ráo. Rồi, bên hông là có xây tô chống thấm đầy đủ ha. Đó, bên ngoài là còn làm khoảng sân nữa các bạn, còn làm sân nha, cửa sắt, kính cường lực trong sàn, gạch bóng kiến ha, trần nhựa thả thôi. Không gian bên trong chúng ta có phòng khách nè,
phòng khách là xây liền kề với lại khu vực bếp và phòng ăn luôn. Đó, diện tích chỗ này tầm khoảng 25 mét vuông nha. Nhà là anh Hưng anh chia sẻ là có làm điện nước đầy đủ cho mình ha. Đó, cái tường phía ngoài này mình thấy là xây tường 20 luôn nè. Nhà khá là đầy đủ ánh sáng. Bên trong thì thấy có một phòng ngủ thôi. Đây, một phòng ngủ nha. Gạch nè, hành lang. Phòng tầm khoảng 9 mét vuông ha, cửa sắt kính mờ. Đằng sau phòng tắm, nhà vệ sinh bên này chưa có gắn cửa. Rồi bên trong ha, đằng sau lợi thế là đất dài gần 60 mét lận, tổng diện tích là hơn 290 mét vuông. Đó, thành ra là khu vực phía sau này có làm mà hầm chứa nước nữa các bạn. Còn nhà cửa xung quanh đằng sau này là mình trồng cây ăn trái, thả gà, làm vườn cũng khá là ok. Xung quanh nè, $299,000 không phát sinh nha, bao gồm cả nhà và đất luôn. Anh chị em nào quan tâm mình liên hệ trực tiếp với lại anh Hưng và chính chủ, không qua trung gian ha. Mình đọc số điện thoại của anh Hưng nè là 0974 035 257, 0974 035 257, hoặc là 0829 923 992, 0829 923 992. 299 triệu, chúng ta có một cái bất động sản pháp lý đầy đủ, và xung quanh là cũng có nhà cửa hàng xóm khá là ổn nè. Đường thì là đường ô tô. Khu vực này thì nó vẫn là một khu vực là còn nhiều tiềm năng. Đó, anh chị em nhận định như thế nào về hiện trạng cũng như là hướng tới thì chỗ này nó có tiềm năng tăng giá như thế nào? Với tầm giá này thì việc sở hữu cái bất động sản này có phải là một điều sáng suốt hay không? Mời anh chị em để lại bình luận, đánh giá, cảm nhận, góp ý bên dưới video, giao lưu với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác ha. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.